Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Ở các bài học trước, các em đã được học về chủ đề A, máy tính và cộng đồng. Trong các tiết học tiếp theo, các em được học tiếp về chủ đề B, mạng máy tính và Internet. Và bài học hôm nay, các em học bài đầu tiên của chủ đề B, bài 1, khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. Mục tiêu của bài học là các em học được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính, đặc điểm và lợi ích của Internet. Vậy thế nào là mạng máy tính? Các em tìm hiểu một nhỏ khái niệm mạng máy tính. Cô có một bức ảnh cô chụp bằng điện thoại thông minh. Sau đó cô kết nối điện thoại với máy tính và gửi tệp ảnh sang máy tính của cô để hiển thị cho cả lớp xem. Cô làm như vậy là cô đã tạo ra một mạng máy tính, hay còn gọi tắt là mạng. Vậy theo em, mạng máy tính là gì? Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau. Trong trường học, trong gia đình, trong cơ quan, thông thường sử dụng mạng LAN là loại mạng kết nối những máy tính trong một phạm vi nhỏ. Và thông thường mạng LAN là kết nối khoảng vài chục tới hàng trăm máy tính và thiết bị. Vậy, theo em, mạng LAN dùng để làm gì? Mạng LAN là kết nối những máy tính trong một phạm vi nhỏ. Vậy thì mạng máy tính đem lại những lợi ích gì cho con người? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, lợi ích của mạng máy tính. Các em quan sát cho cô. Đây là một bức ảnh mà cô chụp trên mạng. Trong đó có rất nhiều các quyển sách khác nhau. Nếu mà những quyển sách này không đưa lên mạng thì chỉ có một hoặc hai em đọc được thôi. Nhưng mà khi đưa lên mạng thì em thấy là có rất nhiều các bạn có thể cùng đọc. Mà khi đó các bạn không cần phải tới thư viện mà vẫn có thể đọc được sách trong bất kỳ lúc nào, miễn là có kết nối mạng. Còn đây là các em thấy có máy tính và máy in đã được kết nối với nhau thành mạng và sẽ giúp con người in được tài liệu một cách thuận tiện. Chỉ cần con người là thao tác in thì văn bản sẽ được truyền qua mạng với máy in mà không gây bất tiện cho người khác. Như vậy là em thấy thiết bị phần cứng ở đây là chiếc máy in đã trở thành tài nguyên được dùng chung trên mạng. Và nhờ có mạng máy tính mà các camera được kết nối qua mạng và giúp con người có thêm đôi mắt để quan sát, bảo vệ tài sản hay là giám sát. Và khi được kết nối và chia sẻ qua mạng thì camera đem lại rất nhiều các lợi ích. Có ví dụ như là giúp giám sát việc làm việc, giúp điều khiển hệ thống giao thông đô thị, hoặc là trong trường học thì giúp giám sát phòng thi từ xa, vân vân. Vậy thì theo em, lợi ích của mạng máy tính là gì? Mạng máy tính sẽ giúp con người chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị với nhau.
Các em tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, đặc điểm và lợi ích của Internet. A. Đặc điểm. Thì các em đã từng sử dụng Internet rồi. Đó chính là một mạng máy tính. Vậy các em suy nghĩ cho cô có những đặc điểm gì? Cô gợi ý nè. Có nhiều người dùng hay không? Được tạo thành như thế nào từ các mạng? Và có quyền sở hữu của một cá nhân hay tổ chức nào không? Các em cùng suy nghĩ và trả lời. À, các em thấy là phủ khắp thế giới với hàng tỷ người dùng và được tạo thành từ các mạng nhỏ hơn kết nối lại và không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào. Vậy thì Internet có những lợi ích nào đối với con người? Các em tìm hiểu tiếp phần B nhỏ, lợi ích của Internet. Lợi ích của Internet đem lại cho con người rất nhiều các lợi ích ở hầu khắp các lĩnh vực của xã hội. Trong khoa học, kỹ thuật và y tế, trong thương mại, tài chính, văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thể thao, trong đời sống hàng ngày, trong giáo dục và đào tạo. Vậy thì các em suy nghĩ và cho cô ví dụ về lợi ích của Internet trong các lĩnh vực mà cô vừa kể trên. Các em suy nghĩ và trả lời. À, cô gợi ý nè. Trong khoa học, kỹ thuật và y tế thì Internet giúp các nhà nghiên cứu kết nối với đối tác khoa học và các nguồn dữ liệu phong phú ở khắp nơi trên thế giới. Còn trong thương mại, tài chính và kinh tế thì Internet cung cấp môi trường hoạt động, ví dụ như là hệ thống thanh toán và thương mại điện tử, các giao dịch tài chính qua mạng. Cô ví dụ như gia đình có thể thanh toán tiền điện, tiền nước qua mạng, mua bán hàng trực tuyến, online, vân vân. Trong văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thể thao thì Internet làm cho việc thưởng thức của người xem được dễ dàng và thuận tiện hơn thông qua các dịch vụ truyền hình và các kênh phim trực tuyến. Còn trong đời sống hàng ngày thì các em thấy là giúp các em trao đổi thông tin, giao lưu với bạn bè và hiệu quả hơn nhờ phần mềm thư điện tử, chuyện trò trực tuyến, vân vân. Còn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thì các em thấy là Internet cung cấp bài giảng, các khóa học trực tuyến cho người học, cung cấp cho người dạy những công cụ dạy học, diễn đàn để trao đổi với người học. Và trong đại dịch Covid thì các em thấy mọi người bắt buộc phải hạn chế tiếp xúc cộng đồng. Các em không đến trường nhưng các em vẫn được học tập trực tuyến qua Internet. Và các em vẫn được tiếp tục công việc học tập của mình, không bị gián đoạn. Như vậy là các em vừa học xong nội dung của bài 1, khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. Thì trong bài này các em cần nắm được thế nào là mạng máy tính, lợi ích của mạng máy tính, đặc điểm và lợi ích của Internet. Đây là nội dung chính của bài học, các em ghi vào quyển vở cho cô. Dặn dò. 1. Các em hiểu nội dung bài học. 2. Ghi nội dung chính bài học vào vở và trả lời câu hỏi sau vào vở cho cô. Hãy nêu ví dụ về việc A. Chia sẻ thông tin qua mạng. B. Chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng. Các em làm vào quyển vở cho cô. 3. Trong ngày 11 tháng 10, các em làm bài kiểm tra trắc nghiệm để lấy điểm thường xuyên. Cô sẽ gửi đường link cho các em để làm. Và các em chỉ được làm một lần duy nhất. Bạn nào làm lần 2, lần 3,
cô vẫn lấy điểm ở lần làm đầu tiên. Cô chúc các em học tốt.